Hiệp ơi, đợi ơi. Hiệp ơi. Nhanh thế, đợi người ta nữa. Hiệp ơi, đợi ơi. Bây giờ mới quay mặt lại, bây giờ. Đi nhanh thế. Nói đi đi. Tớ là Sang nhá. Cậu có quả gạt đẹp thế. Ghi vào đây về. Ghi xe địa hình. Ghi vào đây để về. Lúc nào đi mua gạt thì cứ nhanh lên được ấy. Đi tớ tớ thôi, đợi tớ nữa. Nhà đâu đấy, về ăn cơm nữa. Tớ đói. Trời ơi. Chậm thôi. Đợi lấy giờ đuổi theo mệt hết cả người. Lại đi nhanh rồi. Đi từ từ thôi. Hiệp ơi, đợi tớ. Quanh quanh hai thằng ấy. Trời ơi, nhanh thế. Đợi tớ. Đuổi theo. Sao Hiệp kêu thế? Lớp trưởng người phải gương mẫu, thì phải nói chuyện với các bạn, hòa đồng với các bạn chứ. Bạn sao lại như thế? Xấu xấu đâu. Hãy đi nhanh thôi, đuổi thôi. Hiệp đi từ từ thôi. Chạy hết cả nước mắt. Trời ơi, đuổi theo mẹ hết cả người rồi. Nhà đâu để ăn cơm đấy? Quanh bên nào ấy? Hiệp quanh bên nào? Quanh nào ấy? Quanh bên nào đây? Anh à, cùng đường rồi. Đi từ từ thôi. Em đuổi theo được rồi. Người đổi tiếng để mày ngồi. Tìm đến đây tại sao đây nói chuyện. Ôi giời ơi. No.